Hưng lên đấm trước nào, đá trước nào, tốc độ vào, đứng gần vào, giật che mặt, tay che mặt, bé tay lên, đánh đi, đạp chọc, dần sát vào, che mặt đây con, nhanh hơn, bắt tay bé lên, che tay cao lên, đạp về chỗ tiếp nam lên, mấy bạn kia chuẩn bị nhá, mấy bạn góc kia chuẩn bị nhá. Thế tốt, tốt. Đây, nhìn bạn Nam đấm bên này. Hứt nhanh này, đấy, tay phải thủ đúng kỹ thuật nhá. Chỗ này đá chọc nữa con. Đạp, đạp được hết, nào. Chọc lướt bằng long được hết nhá. Bè tay sát vào, đấy, đạp tấm hết cho nó quen đòn này. Nhanh hơn, bè tay nhanh hơn. Khánh chuẩn bị nhá. Kể chân trái chân phải chưa hết luôn nhá. Có thể lướt bằng long, dích từ ngoài vào trong chạy bằng lập bằng tấm bằng tư cấp bằng long. Đấy. Tiếp, về chỗ. Khánh lên. Khánh lên. Tấm mạnh vào. Lướt bằng long lên. Thế. Còn di chuyển sang ngoài đá bạc sơn được. Tốt thế. Thế, rồi tốt. Thế, rồi tốt. Mở tốc độ hơn nữa đấy. Té bè lên. Thế, đánh có lực lên. Thế. Ê, tốt thế. Thôi, dừng.